Xin chào các bạn, xin chú. Rồi sao nữa? Con đi học đi rồi. Hello, cô chú anh chị ơi, chị đã đi học về rồi nè mọi người. Hôm nay thứ 6 của chú anh chị. À, đi học về cho chị ăn nhẹ. Này là chị có cái này là cái gọi là xúc xích raw đó mọi người. Là ở bên trong đây là có xúc xích, ở bên ngoài có một cái lớp bọt của chú anh chị, xong rồi nướng lên ăn hai cái. Ăn lót dạ để đi học gymnastics. Cô chú anh chị đây Kim có trái cây cho chị nè, dưa hấu với lại dâu tây với lại cam. 4:45 là sẽ đi học mọi người. 5:30 đến 6:30. Hôm bữa là học từ 6:30 đến 7:30 hả mọi người. Hôm nay chị đã lên được một lớp rồi cô chú anh chị. Hôm bữa trước là học giống như cái lớp mở đầu á, cho những cái bé mà học gymnastics, là bữa nay chị đã học được qua cái lớp đó rồi. Lên cái lớp mới, lên cái lớp nâng cao hơn thì bây giờ là sẽ học sớm hơn một tiếng đó cô chú anh chị. Ăn xong là nghỉ ngơi chút xíu cho nó tiêu cơm xong rồi sẽ đi hả mọi người. 4:45 là bắt đầu đi. Thì sáng nay Kim cũng có đi làm đó, đi làm xong rồi đi về đón Chi. Ba Chi làm việc tại nhà nhưng mà ba Chi rất là bận, mọi người không có đón Chi được. Nhưng mà một chút ba sẽ làm việc xong sớm rồi chở hai mẹ con đi học gymnastics hả mọi người. Trời nắng ấm của chú anh chị, chắc cũng có 20-21 độ đó. Hàng xóm nhà Kim nè, là Kim thấy cái bác đó là ra nằm cởi trần, mặc một cái quần sọt rất là ngắn, nằm phơi nắng sân vườn hả cô chú anh chị, nhà kế bên. Rồi mang mắt kính đen đọc sách hả mọi người. Chị ăn đi, chị uống cái này nữa nè con nè. Nó coi bà Chi á. Nè kéo bay hết mấy cái chậu bông của mẹ nè, không có kéo lòn lòn cho nó được, kéo đi ra ngoài con. Đây là cô chú anh chị, Kim có dâu tây nè mọi người. Cái dâu này là 2 năm rồi đó cô chú anh chị. Kim trồng ở trong chậu, hôm bữa Kim có dặm đất cho thêm hết mọi người. Cây dừa nè. Sứ dừa bánh tre. Hôm bữa Kim đi ba Kim bỏ vô cái vali Kim một cái trái dừa đã lên mộng về đây Kim trồng, không biết là nó sống không đó mọi người. Mà như bữa nay Kim thấy cái lá nó héo nè, hay là do nó lạnh, tối nó lạnh ra, tối nay Kim bưng cho trong nhà. Mấy cái dâu này bữa nay nó xanh lại nè cô chú anh chị. Kim mới đem để vô trong đây á, chứ mùa đông là Kim để đại ở ngoài luôn, tiếc thì nó rơi kệ luôn cô chú anh chị. Đây nên nó xanh lại rồi nè, nó ra hoa ra nụ nè cô chú anh chị, xanh mơn mởn hả mọi người. Kim được mười mấy chậu dâu á. Ở đây Kim có gieo rau dền, không biết là nó lên không nữa cô chú anh chị. Kim mua bên Việt Nam đó, rau dền rồi rau cải ngọt, cải bè xanh, hẹ nữa. Hẹ mà gieo từ hạt không biết lên nổi không nữa. Này Kim gieo rau muống, lúc nãy Kim thăm là Kim thấy cái hạt rau muống đã nảy mầm rồi đó mọi người. Rau dắp cá của Kim bữa nay nó xanh lại rồi nè cô chú anh chị. Cái ớt, mua hai cái ớt trồng mà bị mấy con xì lất, mấy con sơn đó, nó ăn hết một cây rồi. Cây cà chua ở trong kia. Đó, ở bên đây là hoa hả mọi người. Đây Kim có trồng mấy cái xà gì, cái dắp cá này ở ngoài đất nè. Mùa đông nó chết queo hả cô chú anh chị, nhưng mà xong rồi cái mùa xuân nó mọc lại, nó nảy mầm nè mọi người. Dưới đây rốc rễ nhiều lắm. Bữa kim xới đất đó, rễ nó ăn giờ nó lan ra tới ngoài đó luôn nè mọi người, nhiều ghê chưa. Rồi ướt cái đồ rồi đúng không, mày nói cẩn thận ướt đồ mà họ đi học đó. Chơi đó phải chừng ướt đồ nha con nha. Hello Chi. Xin chào cô chú anh chị ơi, đã đến chỗ gymnastics này mọi người. Ba Chi vẫn còn đang làm việc luôn hả cô chú anh chị. Dắt theo cái máy tính đây nè. 25 độ cô chú anh chị, trời ở bên ngoài là đang 25 độ mọi người. Hôm nay có lẽ là cái ngày nóng nhất từ hồi đầu mùa xuân tới bây giờ đó cô chú anh chị, 25 độ. Ba Chi vẫn đang miệt mài làm việc tại vì lúc nãy đi sớm đó,
nghỉ sớm cho nên là vẫn còn nhiều việc đó cô chú anh chị. Tony một ngày là có mấy trăm email đó cô chú anh chị. Tại vì giống như là công ty toàn cầu mà mọi người làm việc khắp năm châu á, châu nào cũng có khách hàng, cũng có nhân viên hết trơn á, cho nên là mỗi ngày rất là nhiều email gửi về luôn. Hôm nay ba chị đang mua cái đồ ăn, món Trung Quốc đó mọi người, món tàu đó. Đây là cũng là cái cửa hàng mua mang đi ha mọi người, không có chỗ ngồi, mua xong rồi mang về ăn mọi người. Có cơm chiên, mì xào đủ thứ, mấy cái loại mà mấy cái món hoa đó cô chú anh chị, giá cả cũng phải chăng ha mọi người. Em ăn một cái phần mì xào. Mì xào Kim mua là khoảng 7 đồng của chú anh chị, 6 đồng 90. You're that. You go in the bathroom, mom. No. Watch it. Why don't you walk past me before you get up? Mày cửa cho mẹ cơ chứ. Go down there, I'll get the plate. Nhỏ ngoài đây ăn cô chú đây, về tới nhà rồi nè mọi người. Mình có lấy về cái menu nè. Menu này người ta giao đến nhà luôn đó cô chú anh chị. Nhiều món ăn Trung Quốc ha. Ba Chi rất là thích ăn những cái món như là cơm chiên, mì xào, phở, bò kho. Đó là mấy cái món Việt Nam mà anh thích ăn đó ha mọi người. Thời tiết ở bên anh dạo này mấy ngày nay là trời nắng ấm của chú anh chị, nhưng mà không phải là cứ thấy vào cái mùa nắng ấm như nè là sẽ nắng ấm suốt ha mọi người, không có. Nắng ấm mấy ngày mà nhiều khi tuần sau á, là nó sẽ thời tiết sẽ thay đổi, trời mưa nè và lạnh hơn. Nóng lắm em, chị đợi một xíu nè. Kim có mì xào bò hả chú anh chị? Kim với Chi ăn mì xào bò, ba Chi thì ăn cơm chiên gà xé đó mọi người. Đây là có bánh phồng tôm mà chú anh chị. Ba Chi nè cô chú anh chị, sáng thứ bảy như một thói quen hả mọi người? Đi học. Đi làm. Đi làm. Đi làm. Sáng thứ bảy cuối tuần thì thôi, ngày thường ta ngủ dậy trễ. Ủa lộn, ngày thường thì ngủ dậy sớm làm việc ha, còn ngày cuối tuần thì ta ngủ chút xíu đi. Không, 6 giờ là dậy rồi cô chú anh chị. Giờ lấy xe ra chạy. Chạy không biết chạy đi đâu, chạy vòng 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 ngoài đường á. Rồi cái một tiếng mấy, 2 tiếng luôn mọi người mới về. Bây giờ là 8 giờ rồi mới về tới nhà. Cái cây con này của Kim nè, bên anh nó có hoa này cô chú chị. Cái này có hoa màu trắng, Kim không biết là tên gì nữa, cho nên nó nở rồi nè. Nó rất là nhanh tàn, khoảng 10 ngày 2 tuần thì đó là nó hết trơn luôn đó cô chú chị, sạch sẽ luôn, nó rụng hết. Nó chạy một chút về cũng lau rửa rất là kỹ luôn cô chú anh chị. Cái xe ở trong cái máy đó, mọi người mở cái máy ra xem, nó không có một hạt bụi luôn, sạch bóng loáng luôn. Xin chào các bạn cô chú, con đi học ba lên. Hello cô chú anh chị ơi, sáng nay thứ bảy mọi người, ba Chi sẽ đưa Kim đi làm xong rồi cái đi học ba lê. Đi, hai cha con đi ăn sáng. Hai cha con hôm nay sẽ không ăn sáng ở nhà mà đi ăn sáng ở ngoài. Xong rồi chở Chi đi học múa ha mọi người. Đợi tiếp. Let's go Chi. Nay trời nắng đẹp cô chú ơi. Đi chỗ đi học, đi làm. Hello honey. Xin chào công bà câu chiều. Mà ơi, đi làm. Chi đi học ballet. Chi đi học ballet đúng rồi. Đi mọi người ơi, hôm nay sáng ra là Tony trời quá. Mới sáng ra 18 độ rưỡi rồi đó cô chú anh chị. Hôm nay trời sẽ nắng ấm nha mọi người. Bây giờ
đây cơm trưa rồi nè cô chú anh chị ơi. Đây có hũ qua hầm ha mọi người. Cái này là cơm là cô chủ nấu mỗi ngày đó cô chú anh chị. Đây là thịt bò xào. Này giống như là tem ha mọi người. Xào với rau cần nè. Cần tây đó mọi người. Xin chào cô mặt con chú. Hello cô chú anh chị ơi, chiều thứ bảy Kim đi làm gì rồi mọi người? Bây giờ cả nhà Kim sẽ đi ăn hết cô chú anh chị. Ăn mừng 10.000 người đăng ký mọi người. Với lại sẵn ăn mừng cái ngày kỷ niệm 6 năm ngày cưới luôn hết cô chú anh chị. Let's go. Đi chơi, ăn. Cả nhà Kim sẽ đi bộ hết cô chú anh chị. Cho em chị lên xe đẩy cho lẹ nè mọi người. Ok. Ba chị hồi nãy khóa cửa rồi mà đi ra kiểm tra nữa. Cái người gì mà cẩn thận thấy sợ luôn á. Khóa cửa rồi xong đi ra kiểm tra, xong đi ra ngoài sau kiểm tra cái cửa nữa. Trong khi hồi nãy giờ mới vừa đón Kim đi làm về xong thay đồ là đi luôn mà không có mở cửa sau đó mà cũng đi ra kiểm tra nữa. Hoa thơm cỏ dại hả mọi người? Kim thích đi trong đường này lắm. Cái mùi hoa cỏ đó cô chú anh chị, nó thoang thoảng, nó nhẹ nhàng, dễ chịu vô cùng luôn đó. Này quá trời hoa luôn nè. Hello chị. Chỗ đó là ngoài cái đường chính hả cô chú anh chị, đường lộ xe bus xe hơi gì chạm rồi đó. Mình đi trong đây nè mọi người. Hoa nè. Cái mùa này mấy cái hoa màu vàng này nhiều lắm cô chú anh chị. Hoa cỏ dại mọc ven đường. Chào chị. Em có cái ly này là đây là những cái loại cherry sấy khô hả mọi người. Cái này cũng là một trong những cái local pub ở gần nhà Kim này cô chú anh chị. Đây có cái lò sưởi. Cái này giống như là lò sưởi điện đó mọi người. Mùa đông á người ta mở lên có điện sáng giống như là đốt than vậy đó, đẹp lắm cô chú anh chị. Món ăn ra này cô chú anh chị, Kim có cái này là một cái phần nướng có thịt bò hả cô chú anh chị. Thịt heo với lại thịt gà nhưng mà người ta hết thịt gà rồi. Người ta cho Kim hai cái phần trứng thịt luôn. Với lại cái này là có hành đó mọi người, hành với lại khoai tây chiên, nấm. Của chi là có gì đây? Của chi là có cá, bánh mì nướng, bơ tỏi với lại bắp. Của ba chi là có cái gì mừng dính quá chứ gói, chưa biết. Fish fingers. Cái gì đó bếp? Tôi đi ăn giờ có, tôi đi cũng có thịt bò, thịt heo, xúc xích. Chị lấy của bà nữa kìa. Xin mời cô chú anh chị nha. Cái này bữa nay là đi ăn mừng 6 năm ngày kỷ niệm ngày cưới hả cô chú anh chị. Sẵn là cái ăn mừng luôn là 10.000 người đăng ký của kênh Kim đó. Kim xin cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều hả mọi người. Trong thời gian qua đã luôn theo dõi, ủng hộ, đồng hành cùng gia đình Kim hả. Kim rất là trân trọng và biết ơn luôn đó cô chú anh chị. Mà cô chú ơi, bây giờ ăn xong rồi đi ra ngoài ngồi nè mọi người.
8 giờ mấy rồi hả cô chú anh chị? Nhưng mà 8:20 rồi mọi người. Nhưng mà trời 22 độ cô chú anh chị. Trời 22 độ không có nắng cũng không phải là ấm lắm. Kiểu như là hơi mát mát lạnh lạnh đó mọi người. Ôi, con gái mà làm gì vậy trời? À chị uống xong ly bia này sẽ đi về cô chú anh chị. Chút nữa tối người ta mở mấy cái đèn này lên là đẹp lắm. Kim muốn mua mấy cái đèn này đem về để ngoài sân vườn của chú anh chị. Máng ngoài sân vườn á. Ui, mùa hè. Mùa hè đi ra ngoài ngồi đẹp mọi người. Yeah, that's fine, thank you. Chị đang kêu ba làm cái gì nè. Đó, chuẩn bị kêu ba làm gì nữa. Cái nhà ở đây thấp hả mọi người. Ba chị đứng nè. Ba chị đứng mà gần muốn bằng cái nhà luôn đó cô chú anh chị. Ở bên ngoài nhìn như vậy nhưng mà do là người ta làm cái nền cao á, nhưng mà ở bên trong là giống như nó thấp hơn ở bên ngoài của chú anh chị. Phía này còn rộng lắm rồi mọi người. Phía bên đó có chỗ cho mấy cho chó uống nước. Ai mà dẫn chó đi vô đây đó là chỗ đằng kia có chỗ cột chó với lại có mấy cái tô á, người ta để cái tô có cái vòi nước nữa, xong rồi mở nước cho con chó nó uống đó, đó mọi người. Giờ đi về để ông bà cô chú ơi, 8:30 rồi mọi người. Giờ cảm thấy lạnh lạnh rồi cô chú anh chị đi về. Cái xe này ba chi mua hồi lúc chi mới có 2-3 tháng tuổi của chú anh chị. 2-3 tháng tuổi ý là ba chi đi Việt Nam mua từ bên này hả mọi người, xong rồi mang qua Việt Nam cho chi, xong rồi tới lúc mà 2 tuổi là chi qua bên đây lại đó, là mang chi mang cái xe này qua bên đây lại và xài tới bây giờ luôn đó mọi người. Bây giờ chi đã 5 tuổi mấy rồi đó, là cái xe này đã hơn 5 năm rồi. Giờ chi nó cũng hơi lớn của chú anh chị nhưng mà vẫn còn xài được, vẫn còn ngồi được ở trong cái xe đẩy này. Mà điều cái chân nó hơi dài thì không thẳng chân ra được nữa. Làm gì vậy trời? À, cái quán này có cái mấy cái chậu bông ngoài tường này đẹp quá chừng. Nguyên một cái cánh đồng hoa dại. Có hoa dại màu vàng nè cô chú anh chị, hoa li ti màu vàng đẹp quá chừng nè mọi người. Chị gửi gì vậy? Buttercup for you, my love. Buttercup. Cái hoa này tên là buttercup. Sao mà gọi là buttercup ta? Cup là chắc nhìn nó giống cái ly hả cô chú anh chị? Nha. Búp búp lên nè. Nhiều lắm mọi người, nguyên một cánh đồng luôn. Đây nguyên một cánh đồng hoa màu vàng. Good. Tối rồi mấy bạn nhỏ này còn ở ngoài đây chơi nè cô chú anh chị. Let's go. Ở bên đây là bên đây cũng là nguyên một cái hoa dại hả cô chú anh chị, màu trắng. Màu trắng. Bên đây là cánh hoa đồng màu vàng.